một trong những lão thành cách mạng có cái tên trong bản kiến nghị trả tự do cho tiến sĩ luật cù Huy Hà Vũ trước đây là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, vừa gửi một bức thư ngỏ tới ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, với những lời lẽ phản đối khá gay gắt về việc đài này đã gọi trang mạng Bosit Việt Nam là một trang mạng phản động trong phóng sự Sự thật về hành vi vi phạm của cù Huy Hà Vũ phát trên VTV1 vào hôm 4 tháng 8. Trong thư ngỏ, vị thiếu tướng viết: "Tôi rất ngạc nhiên về câu mà đài gọi Bosit Việt Nam là một trang mạng phản động. Như vậy, có nghĩa là hàng triệu người truy cập vào trang mạng Bosit Việt Nam và bao nhiêu danh sĩ, trí thức có tên tuổi, lão thành cách mạng, trong đó có tôi, đều là hợp tác, đồng lõa với phản động mà. Tôi được biết từ ngày 13 tháng 1 năm 2010, công an đến khám nhà giáo sư Nguyễn Huệ Chi, một trong ba người chủ trì trang mạng Bosit Việt Nam, tịch thu các cục cứng, cố tìm bài phản động mà không thấy, sau 22 ngày làm rầy ông, cuối cùng phải đưa trả các tài liệu và các cục cứng đã tịch thu mà không nói được điều gì xấu về trang mạng Bosit Việt Nam. Từ đó đến nay, trang mạng đều đăng bài của những người tâm huyết với đất nước, hoặc kiến nghị những ý hay, ý đúng, hoặc phê phán những sai lầm, bất cập có thật, cũng là mong cho Tổ quốc phát triển nhanh mạnh và giữ vững độc lập chủ quyền. Sau buổi phát thanh ngày 4 tháng 8 năm 2011 trên VTV1, lại gọi Bosit Việt Nam là trang mạng phản động. Tôi là một người thỉnh thoảng có bài viết gửi đăng trên trang mạng Bosit Việt Nam. Gọi trang mạng Bosit Việt Nam là phản động, có nghĩa là tôi cũng thuộc phái phản động à. Tôi rất bất bình, vì tôi là người suốt đời yêu nước." Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói rằng, việc bị liệt vào phái phản động là một hành động xúc phạm quá lắm đối với ông. Ngoài ra, ông cho rằng việc VTV1 khai thác những khía cạnh đời tư của tiến sĩ luật cù Huy Hà Vũ qua lời kể của những người hàng xóm là một việc làm không đứng đắn. "Tôi cho rằng là cái buổi phát thanh cuối đấy là không đứng đắn. Nói những chuyện nhỏ nhặt đời tư của người ta làm gì? Là ai kiểm những việc đời tư đó?" Cũng đồng quan điểm như trên, một vị lão thành cách mạng khác là đại tá quân đội Nguyễn Văn Tuyên cho rằng những nội dung xuyên tạc trong phóng sự của VTV1 sẽ làm cho đài truyền hình này mất đi vị trí thông tin của mình. Ông nói: "Ừ, có những việc làm là không tốt, không đúng, không đúng đắn. Nói cái việc là như thế. Thế tường thuật vừa rồi đấy, có những cái họ làm thì cũng được, nhưng mà có những cái làm là xuyên tạc. Có thể nói rằng nó tạo nên một cái tình hình làm cho người ta đánh giá sai đi về cái vị trí thông tin của cái VTV1 đó. Cái đó rất không tốt." Có thể thấy, trong phóng sự của VTV1, phần nội dung chính để đánh vào uy tín của trang mạng Bosit Việt Nam là sử dụng tên tuổi của một vài vị lão thành cách mạng đã rút tên khỏi bản kiến nghị để kết luận rằng trang mạng này đã mạo danh các tướng lĩnh trên để kích động dư luận. Tuy nhiên, phần cắt ghép lời phát biểu của đại tá Trần Đức Quế để tạo thành nội dung cho rằng trang mạng Bosit Việt Nam là trang mạng xấu của VTV1 đã bị chính ông Quế là người trong cuộc lên tiếng trong lá thư gửi đăng trên Bosit Việt Nam vào hai hôm sau. Trong thư, đại tá Trần Đức Quế không những nói rõ việc giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã làm theo yêu cầu của ông là gạch bỏ tên ba vị đã bị ghi nhầm tên vào danh sách, mà ông còn nhân tiện nói thêm nguyên nhân vì sao có những phát biểu mà VTV1 có thể cắt ghép để tạo ý ngộ nhận rằng ông phản đối việc làm của Bosit Việt Nam. Đọc bức thư ngắn mang tựa đề nói lại một vài điều của ông, người đọc mới vỡ lẽ ra rằng văn bản mà ông nói đến trên VTV1 là một văn bản do các anh an ninh làm ảo thuật gán ghép chữ ký của các cụ vào bài viết xử cù Huy Hà Vũ là xử cả dân tộc Việt Nam, thế nên ông mới phản đối. Tuy nhiên, VTV1 và các anh an ninh đã phối hợp khéo léo để biến những phát biểu của ông thành lời phản đối và công kích trang mạng Bosit Việt Nam về cách thu thập chữ ký cho bản kiến nghị. Ngoài ra, trong phóng sự của VTV1 còn có phát biểu của cơ quan điều tra cho rằng có 40 người hoàn toàn không ký vào bản kiến nghị nhưng bị mạo danh để nhằm dựng chuyện, gây ra cách hiểu sai lệch trong dư luận. Không ít người đã ký tên trong bản kiến nghị, ngay sau đó đã lên tiếng trên các trang mạng phản đối kết luận này và cho biết họ đã suy nghĩ và tìm hiểu kỹ càng nội dung văn bản trước khi ký. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một trong những người đầu tiên ký tên vào văn bản, cũng cho rằng những người đã quyết định ký tên là những người có lý trí và tâm huyết, không thể bị lợi dụng hay ép buộc được. "Đó là họ bịa ra thôi, những người người ta đã ký vào cái đơn cùng với anh Huệ Chi đấy.
thì là những người người ta có tâm huyết, người ta có lý trí, người ta suy nghĩ hẳn hoi chứ sao mà bị ép buộc được đó. Theo vị cựu đại sứ trên thì muốn biết được sự thật phải nhờ vào những trang mạng của các blogger hơn là chỉ xem báo chí trong nước hiện nay. Các trang mạng của các blogger hiện nay đấy thì nhờ các trang mạng ấy người ta mới thấy được những cái sự thật. Chứ còn chỉ xem báo chí hiện nay thì nhiều cái họ không dám nói, cho nên nó không phản ánh những sự thật đâu. Đại tá quân đội Nguyễn Văn Tuyên, người vừa gửi đi bức thư phản đối về việc Công an Hà Nội tiếp tục làm việc và răn đe ông Trần Đức Quế, cho rằng cách làm của Đài truyền hình Việt Nam đã gây ra một hậu quả vô cùng tai hại về lòng tin của người dân đối với bộ máy cầm quyền. Ông nói, người ta mất lòng tin chứ, bởi vì bây giờ bằng nhiều cái phương tiện thông tin người ta hiểu nhiều lắm, nên cái gì mà anh làm không đúng thì người ta cũng thấy ra vấn đề. Thế cho nên là cái việc mà làm thế nào đúng thì được lòng người, người ta tin. Cái gì làm không đúng thì tự anh làm mất cái lòng tin của mọi người đối với, không phải chỉ đối với anh mà đối với cả cái nguồn máy của cái đất nước này. Ngay trong bức thư chính thức gửi đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để phản ánh về việc Công an Hà Nội đã đến làm việc và răn đe Đại tá Trần Đức Quế về nội dung văn bản mà ông đã thay mặt các vị lão thành cách mạng gửi đi cho đoàn đại biểu Quốc hội, Đại tá Nguyễn Văn Tuyên cũng đã viết như sau. Phải chăng họ định tiêu hủy và răn đe mọi người, từ nay không được viết phản ánh sự thật. Họ muốn che đậy để bảo vệ sự tồi tệ tiêu cực đang làm băng hoại xã hội, đang làm cho chính tổ chức đảng bị hủy hoại bởi những thói hư tật xấu, bởi chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, bè phái theo các nhóm lợi ích, v.v. Tạo nên một thực trạng đáng lo ngại là sự khủng hoảng lòng tin của nhân dân. Từ những phân tích về thực trạng trên, Đại tá Nguyễn Văn Tuyên đã đặt ra một vấn đề mà theo ông là rất đáng lưu ý. Cứ theo cung cách hành xử như hiện nay thì khả năng dẫn đến mất ổn định là điều khó tránh khỏi. Mối quan hệ giữa đảng với nhân dân trở thành đối trọng, đối đầu, rất đáng lo ngại cho vai trò lãnh đạo cách mạng của đảng. Lời cảnh báo của Đại tá Nguyễn Văn Tuyên có lẽ cũng chính là lời tâm huyết của rất nhiều những vị lão thành cách mạng khác, những người đã không nỡ nhìn thấy nguồn máy lãnh đạo đang thừa hưởng thành quả xương máu của mình, tiếp tục tiến vào con đường mà họ có thể đoán trước là đường cùng.